Châu Kim Sang qua đời ở tuổi 26. Châu Kim Sang, 26 tuổi, người mẫu từng gây chú ý trong cộng đồng LGBT, qua đời tại nhà trọ ở thành phố Hồ Chí Minh vì ung thư não. Ngày 3 tháng 9, chị của người mẫu Neang Chanh Na cho biết em gái qua đời vào khoảng hơn 14 giờ, không kịp có lời trang trối với người thân. Tôi đang ở bên ngoài cắt rau đi bán, nghe bố mẹ báo tin tôi chạy trở về nhìn em lần cuối, Neang Chanh Na nói. Gia đình đang tập trung lo hậu sự cho cô. Lễ khâm liệm Châu Kim Sang diễn ra lúc 19:30 tối 3 tháng 9. Linh cữu nghệ sĩ được hỏa táng tại Bình Hưng Hòa ngày 6 tháng 9. Người thân cho biết thêm trước khi mất hơn một tháng, Kim Sang không nói chuyện được vì sức khỏe xuống dốc. Cô còn dở dang tâm nguyện được chuyển giới hoàn toàn về ngoại hình. Trước đây, người mẫu ấp ủ ước mơ đoạt vương miện một cuộc thi nhan sắc dành cho người chuyển giới. Hồi cuối tháng 8, Hoa hậu Hương Giang mang vương miện Miss International Queen 2018 tới để mẹ Kim Sang đội cho con gái trên giường bệnh. Hôm 1 tháng 9, Châu Kim Sang được bố đưa vào bệnh viện Chợ Giấy sau khi cô lên cơn co giật liên tục tay chân co quắp. Kết quả chụp MRI cho thấy Châu Kim Sang bị ung thư não giai đoạn cuối với nhiều khối u ác tính, không thể điều trị theo biểu đồ và được trả về. Gia đình đưa cô về nhà chăm sóc thuê máy từ bệnh viện để hỗ trợ chức năng. Cô không ăn được phải dùng ống bơm cháo, sữa vào thẳng bao tử, nhiều đồng nghiệp đau xót khi biết tin buồn. Nhà thiết kế Hà Nhật Tiến cho biết từng làm việc chung với Châu Kim Sang nhiều lần. Trong ký ức của anh, người mẫu là một cô gái Giang Nam có đôi mắt biết cười, luôn lễ phép tử tế, luôn nỗ lực làm việc. Người mẫu Cindy Thái Tài nói lần cuối chị gặp Kim Sang là đầu năm nay, lúc đó cô mắc bệnh nhưng vẫn chưa suy yếu. Tôi động viên Sang xạ chị. Sang tâm sự muốn cố gắng khỏi bệnh để sang Thái Lan để phẫu thuật trở thành một cô gái thực sự. Hồi tháng 7 năm ngoái, Châu Kim Sang được chẩn đoán bị viêm màng não do di căn u xương. Người mẫu trải qua cuộc phẫu thuật quan trọng, trong đó có 4 lần phải mở hộp sọ, sức khỏe suy yếu. Cô là con út của gia đình có 4 anh chị em. Bố mẹ cô làm nông nên gặp nhiều khó khăn. Một số đồng nghiệp của Châu Kim Sang như Hương Giang, Huỳnh Như hỗ trợ tiền thuốc men. Châu Kim Sang sinh năm 1996, người Khmer quê An Giang. Cô từng tham gia 2 mùa giải đại sứ hoàn mỹ Miss International Queen Việt Nam 2019 và 2020, dừng chân lần lượt tại top 10 và top 15. Sau cuộc thi, cô hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Á hậu Thúy Vân nhận xét Kim Sang có khuôn mặt đẹp, tính tình dễ thương, ngoan ngoãn, được bạn bè, đồng nghiệp yêu mến.